Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Ở đây em đang có cái thuốc sử dụng để trị cỏ cho các loại cây trồng như là đậu tương, đậu lạc, đậu phộng, sắn, mì và cây vừng, cây mè nhé. Một chai như này thì các anh chị có thể pha được khoảng tầm 9 bình đeo lưng, 9 đến 10 bình đeo lưng nhé. Chai này là 450 ml này. Nó sử dụng để diệt sạch các loại cỏ như lồng vực, mần trầu, cỏ ống, cỏ đuôi phụng, lúa dại và lúa lộn, cỏ chân gà, cỏ chỉ và cỏ túc và nhiều loại cỏ lá hẹp khác nữa nhé. Sử dụng trên các loại cây như cây đậu, cây lạc, cây đậu phộng, cây sắn mì, cây vừng mè. Liều lượng pha là khoảng từ 35 đến 50 ml cho một bình 20 lít nước nhé. Các anh chị có thể phun chùm lên trên cây sắn mì, cây đậu, cây lạc. Nó trúng lá cây cũng không có ảnh hưởng gì đến cây trồng của chúng ta nhé, mà cỏ vẫn chết bình thường nhé. Nó chỉ sử dụng để trị các loại cỏ lá hẹp. Nếu như cô chú anh chị em nhà mình có nhu cầu sử dụng những loại thuốc này, cái thuốc này cho những loại cây như là cây sắn, cây mì, cây lạc, cây đậu, đậu tương, đậu nành, cây vừng, cây mè ấy, thì cũng có thể là liên lạc với em qua hai cái số điện thoại ở trên màn hình. Cái số bên trên em có Zalo nhé. Và cô chú anh chị em nhớ đăng ký kênh em để tiếp tục theo dõi những video sau nữa nhé. Cảm ơn các chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại các chú anh chị em ở video sau.